Xin chào các bác, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho người lô máy bơm nước mini 2 thì Nhật bãi nhé. Số tờ cửa hàng bên em là 0976 2330. Thì các bác nào ở nhà đang có nhu cầu mà muốn mua con máy bơm về tưới vườn, xách đi ra ruộng, ra nước các kiểu nhé, tát nước các kiểu nhé. Đó, những con này rất là tiện lợi, các bác xách ra vườn, đấy, đấu nối rất là dễ dàng. Đó, thì các nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 1 2 3 3 0. Đó, bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy bơm nước ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em cái bình phun này. Đấy, lô này lô BZ nhá. BZ, đầu tiên có cái bình phun này. Bình phun này thì con này là đầu của Kawasaki nhá, Kawasaki TG20. Đó, bình bơm phun. Con này thì ngày trước thì bên em đã dọn nổ nhá, lâu lắm để trong kho, hôm nay mang ra bán cho anh em thôi. Dọn nổ như dọn nổ ở đây thì bán y hình nhá các bác nhá. Đây, con này thì không có dây này, không có dây, không có đầu phun ra nhá. Đây, cái đầu ra của đây này thì không có đầu phun ra nhá, thì bán anh em giá 600.000 bao ship thôi. Đấy, con này thì cứ gọi là bao hơi bao điện cho các bác đi, bao hơi bao điện nhá. Con này thì hồi trước em đã dọn nổ rồi, nhưng mà lâu quá rồi em không có mang ra để thử lại, để trong kho chắc tầm 2-3 tháng rồi ấy. Thì cái này thì các bác, nếu mà các bác về các bác kiểm tra vệ sinh cái bình xăng con này là lại ngửa ngon lành thôi. Đó, thì bên em con này bán anh em giá 600.000 nhé, 600.000 bao ship. Còn bơm, bình bơm của động cơ Kawasaki TG20 rất là ngon. Đầu này các bác mua bình thường đã rơi tầm 400-500.000 rồi. Đó, giá chỉ là 600.000 bao ship cho anh em nhé. Rồi ok, em xin phép giới thiệu luôn cái lô máy bơm ngày hôm nay. Thì đầu tiên con BZ, con bơm BZ2, con bơm Cosin nhá. Máy rất đẹp các bác nhìn này, máy đẹp đến 90% luôn, 9 nút nhá. Đó, các bác nhìn này, áo của nó rất đẹp, con này chụp giật trợ lực nhá. Động cơ con này là 23cc, nòng 32 ly. Con này thì nhẹ lắm, trọng lượng chỉ 4 cân rưỡi thôi. Các bác nào mang ra đồng nhá, xách rất là nhẹ. Đặc biệt con này nhá, xài rất là ngon, rất là lợi xăng, bình xăng trên rất là dễ nổ. Đấy, con này họng ra họng vào của nó nhé là 34 này. Họng ra họng vào nó là 34. Về thông số kỹ thuật của bơm nhá, là nó là lưu lượng nước là 110 lít trên phút nhá, cột áp của nó là 35m. Đó. Con bơm của Cosin này, con này thì chạy bao các bác là nhẹ nổ nhá, cực kỳ nhẹ nổ luôn, chụp giật trợ lực này. Đó, rất là nhẹ nổ. Mang ra đi tát vườn tát ao con này quá sướng luôn. Con này giá 1.2 triệu bao ship, giá rất là mềm. Ok. Máy này thì em đã dọn nổ ok hết nha, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ qua Zalo 0976 2330. Em sẽ test tiếng nổ cho bác nhá. Rồi ok, tiếp theo BZ3. BZ3 này là một con bơm động cơ của Mitsubishi T130 này. Đấy, con này là động cơ nó 32cc. 32cc, nòng của nó nòng 23cc, nòng 32 ly. Đấy, họng ra họng vào của nó là 34 các bác nhé. Động cơ Mitsubishi cực kỳ trâu bò luôn. Con này chạy rất là lợi xăng nhé, đặc biệt nó rất là nhẹ bốc và dễ nổ. Đó, Mitsubishi mà. Con này thì thông số kỹ thuật của bơm này, thông số kỹ thuật của bơm nhé là lưu lượng nước là 120 lít trên phút luôn, lên tới 120 lít trên phút, nhỏ nhẹ này mà lên tới 120 lít trên phút luôn. Bơm một khối nước thì nó chỉ mất tầm 8 phút các bác nhé. Cột áp của nó là 35m này. Ok. Rồi, tiếp theo số 3. À, con số 4. Số 4, BZ4. Con này con bơm siêu hệ luôn cho bác này. Con bơm của Mitsubishi. Con này Mitsubishi nhá. Con này là Mitsubishi TU26 này. TU26 nhá, rất là VIP luôn. Dòng này thì cắt dòng này thì xài bao VIP luôn. Các bác nào á mà đã xài qua máy cắt cỏ Mitsubishi thì các bác biết rồi nhá, nó xài rất là ngon. Con này thì chạy bao tiết kiệm nhiên liệu luôn, động cơ 26cc 34 ly. Đặc biệt những con bơm Mitsu này chạy rất là lợi xăng nhá, cực kỳ lợi xăng luôn. Bơm Mitsu các bác biết rồi, rất là VIP luôn nhá. Đó, con này thì bơm của nó này họng ra họng vào là 34, bơm Cosin này. Con này lưu lượng nước của nó là 120 lít trên phút này, cột áp của nó 35m nha các bác nhá. Đó, bơm Mitsubishi quá hệ luôn rồi. Bác nào ấy mà muốn mua những con bơm mà ngon thì đây là sự lựa chọn số 1 luôn. Đấy, máy cắt cỏ các bác nghe, máy cắt cỏ Mitsubishi rồi. Đấy, máy bơm Mitsubishi, con này thì chạy thì bao các bác là bền, khỏe,
Đặc biệt là loại xăng và cái tính nhẹ nổ của nó nhá, cực kỳ nhẹ nổ luôn. Đấy, con này thì bán anh em giá chỉ 1.400.000 thôi. BZ4 con Mitsubishi này, bơm này bao ship rồi, giá bên em bao ship cho bác nhá. Đó. Ok, tiếp theo BZ5 là con bơm, lại con bơm rất là đẹp nhá. Con này thì đến từ thương hiệu Nakatomi. Con này là động cơ của nó 26cc 34 ly, máy đẹp xuất sắc luôn. Con này thì máy đẹp đến 95% cho bác luôn nhá. Đấy, máy đẹp này, bình xăng trắng bốc này, bơm hệ luôn. Con này thì họng ra họng vào là 34 nhá, lưu lượng nước con này là 130 lít trên phút nhá. Đấy, cột áp của nó là cột áp nó 40m luôn, 40m luôn, bơm rất là mạnh. Đây, bơm hệ rất là đẹp nhá. Con này thì rất là mạnh luôn. Đấy, con này thì bán anh em giá chỉ là 1.400.000. Đấy, bác nào muốn test tiếp các kiểu thì cứ liên hệ qua Zalo 0976123320 nhá. Đó. Rồi, tiếp theo con BZ6. Đây, BZ6 là con đến từ thương hiệu Robin cánh bướm này. Con này là bơm Robin cánh bướm nha các bác nhá. Các bác nào đã xài qua máy cắt cỏ Robin cánh bướm ấy ạ thì các bác biết rồi. Quá là bền luôn. Cái dòng này chạy thì chắc là không biết, phải nói là nếu mà máy cắt cỏ thì các bác đánh giá khá là chất lượng luôn. Chạy rất là bền, cực kỳ bền luôn. BZ6 này. Con này thì bơm rất là mạnh nhá. Các bác nào muốn bơm đẩy xa khỏe thì các bác lựa chọn những cái dòng Robin cánh bướm này này. Con này thì động cơ của nó là 33cc nhá, nòng 36 ly. Máy rất là đẹp các bác nhìn nhá, ốc áng của nó này đẹp xuất sắc luôn. Còn những cái tem mác rất là đẹp nhá. Con này là lưu lượng nước là 130 lít trên phút nhá. Cột áp của nó là 50m luôn, cột áp của nó 50m luôn. Họng ra họng vào của nó là 34. Bơm nitô nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bán anh em giá này, giá của nó là 1.500.000, 1.500.000 bao ship con BZ6 nhá. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo BZ7. BZ7 là con bơm đến từ thương hiệu con này thì bơm rất xuất sắc luôn. Con này bơm của Mazu Zangma nhá, bơm Mazu Zangma. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết cho các bác luôn. Rất là đẹp. Con này là mã của nó BP252 26cc 26cc 34 ly cho các bác chưa. 26cc 34 ly. Con là BZ7 này này. Đấy, bình xăng này rất là đẹp, bình xăng zin nó đây, cái tem nó này nó rách này em, đây dính cái sơn tem nó thôi, chứ còn bình máy rất là đẹp nha các bác nhìn này. Động cơ của Mazu Zangma nhé, 26cc 34 ly các bác đã dùng rồi. Là máy cắt cỏ Mazu các bác biết rồi, nó chạy thì rất là VIP luôn. Con này hệ VIP đời rất là cao, lốc máy made in Japan này. Đó, made in Japan các bác nhá. Đó. 26cc 34 ly, ốc áng 7 màu đẹp xuất sắc luôn. Con này thì bơm được 120 lít trên phút nhá, cổ đáp của nó là 35m nhá. Đó, con này thì giá là 1.800.000 bao ship. 1.800.000. Rất là đẹp này. Các bác nhìn cái máy của nó này, quá xuất sắc luôn. Ok, tiếp theo. Đến con số 8. Số 8 con đến từ thương hiệu con này là bơm cũng là Robin cánh bướm này, EC03 này. Con này thì cũng rất là đẹp nhá. Lô này tuyển cho anh em luôn. Con này là động cơ của nó là 33cc, nòng 36 ly thì nó như con kia thôi. Lưu lượng nước của con này là 130 lít trên phút, bơm này. Họng ra họng vào 34, bơm này quá đẹp luôn nhá. Đấy, cột áp là 45m. Xuất sắc luôn này, quá đẹp. Cái đế của nó này, đây nó dính bụi thôi. Đấy, em lau qua rất là đẹp nhá. Con này bán rất là mềm luôn. Giá chỉ là 1.500.000, bao phí ship cho anh em luôn nhá. Ok, tiếp theo con số 9. Số 9 là số 10. Hai con bơm khủng long bạo chúa nhá. Hai con này thì là hai con Robin cánh bướm, nhưng mà con này là nòng 40 ly nhá. Hai con 40cc, nòng 40 ly. Đấy, thì con số 9 và con số 10 đồng giá là 1.700.000 bao ship nhá. Động cơ của động cơ của Robin. Đấy, các bác nhìn này, sơn siếc bô biết còn rất là đẹp nhá. Con này thì đây thông số kỹ thuật của bơm này là 130 lít trên phút nhá. Đó, 100 đọc con này nó hơi bị mờ tem, con này đọc con này rõ hơn nhá các bác nhá. Bơm y hệt nhau luôn. Đấy, lưu lượng nước của nó là 130 lít trên phút, cột áp là 45m nhá. Cột áp là 45m. Đấy, máy này. Hai con này 40cc, nòng 40 ly. Con số 9 này thì nhìn nó sáng sủa hơn con số 10 tí. Đấy, nhưng mà đánh giá hai con này rất là chạy rất là ngon.
Đây bơm đây. Bơm đây, hai con này là 1.700.000 bao ship. Các bác nào muốn bơm cái lưu lượng nước lớn ấy ạ, nói chung đặc biệt các bác muốn bơm khỏe thì các bác chọn những con này. Thường là mình thừa tải một tí thì sử dụng nó sẽ rất là bền máy và rất là nhàn. Đó. Rồi ok. Em xin phép kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 123 320. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Chào tất cả mọi người.